khi vô phân cho cây bưởi được một tuần, chúng ta tiến hành cắt cành như thế này để nhảy lên cắt thực non. Trước khi cắt thì phải chăm phân cho cây bưởi một tuần rồi tiến hành cắt. Đây là số tược 2, 4, 6, 7, 8, 8 nhánh, 8 cái tược non. Đây là kỹ thuật cắt cành tạo tán cho cây bưởi dây da xanh trồng ở năm thứ nhất để tạo ra nhiều cành mang trái sau này, và cái tàn cây bưởi nó sẽ thấp, không có phải cao. Những tược rất xanh. Đây là hệ thống bếp tưới tự động công nghệ của Israel, nó sẽ tưới tại gốc. Hạn chế nước văng ra bên ngoài để hạn chế cỏ mọc, nó chỉ tưới ướt xung quanh ở gốc. Kỹ thuật bấm cành như thế này để tược non nó ra một lượt, chúng ta xử lý phân thuốc nó sẽ đồng loạt và cây sẽ sạch bệnh.